Con ăn gì chưa? Hả? Ăn cháo rồi. Gì mà cười? Hả? Wow, cả nhà mình thấy bé ú tròn này dễ thương lắm. Bé tên gì em? Dạ, tên Dâu. Tên Dâu? À, tên dễ thương với ta. Bé được mấy tháng rồi em? Dạ, được 7 tháng rồi. 7 tháng rồi. Gà xin mến chào cả nhà thân thương, kính chúc cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ mạnh khỏe bên gia đình của mình. Hôm nay gà muốn chia sẻ với cả nhà mình một hoàn cảnh rất là khó khăn ở trong rừng trong núi. Gà nghe người dân xung quanh chia sẻ là có một cô bé sống trong rừng trong núi. Cô bé hiện tại bây giờ là mười mấy tuổi, bị người ta lừa và có một bé gái nho nhỏ rất là dễ thương. Người ta lừa xong rồi có em bé rồi người ta bỏ đó cả nhà. Gà mời cả nhà cùng với gà đi vô trong cái ngôi nhà nhỏ trong rừng để tìm hiểu về cuộc sống của gia đình em nha. Ở đây có một cái ngôi nhà bằng thiết nè, nhỏ xíu nè, lập sập. Phía trước nhà thì thấy có cái xe đồ chơi của em bé. Chào em. Em chào anh. Ăn cái gì chưa em? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Dạ. Em cho anh hỏi là em tên gì? Dạ em tên Nhập. Nhập, em tên Nhập hả? Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ 17 tuổi. 17 tuổi. Anh nghe những người xung quanh ở đây chia sẻ là em đi làm rồi có thai á hả? Dạ. Em có thể là chia sẻ cái câu chuyện của em cho anh nghe được không? Dạ, lúc đó em đi làm tính kiếm tiền phụ ba mẹ. Xong đến lúc cái thằng đó nói là nó thích em. Xong nó nói là nó muốn ở với em. Nó nói nó có thể nuôi gia đình em và nuôi em. Nó nói em không phải sợ gì. Dạ, lại là nó nói anh có thể nuôi ba mẹ em. Em không cần phải đi làm kiếm tiền nuôi ba mẹ em đâu. Xong đến lúc em với nó làm chuyện đó em có bầu. Xong em về trước em có em biết em có bầu ấy, xong nó về sau, xong ba mẹ em cũng biết em có bầu, ba mẹ em cũng đồng ý để cho em ở với thằng đó. Và em cũng thường xuyên gọi cho bà của cái thằng đó. Xong bà của thằng đó cũng đồng ý hai tụi em ở với nhau. Xong đến lúc em có bầu á, xong đến lúc em mang bầu to rồi sắp đẻ rồi á, thằng đó cũng không có kiếm tiền nuôi hai mẹ con em gì hết, chỉ suốt ngày ngủ trong nhà thôi. Và lẽ là ngủ từ sáng đến chiều luôn, cũng không phụ giúp em xem con hay nấu ăn gì hết. Xong đến lúc em đẻ xong con của em á, xong em mới nói là ủa sao anh không đi kiếm tiền nuôi em với lại con của em. Xong thằng đó nói lo cái gì, ba mẹ cũng kiếm tiền nuôi tụi mình rồi mà, phải lo cái gì. Xong em mới bảo ủa sao mà anh vậy được, anh hứa với em là anh nói nuôi ba mẹ em, nuôi em, tại sao anh không làm vậy. Xong thằng đó nói cho em là mày im cái mồm đi, mày nghĩ sao tao nuôi ba mẹ mày, tao nuôi mày còn chưa đủ, mới gì tao phải nuôi ba mẹ mày. Xong đến lúc con em được được 5-6 tháng, xong đến lúc đó nó ngủ miết trong nhà, em mới bực. Xong em mới kêu dậy, xong thằng đó tức giận, xong đá cái tôn ra, xong đập em, bóp cổ em, xong nói mày nghĩ sao mày kêu tao dậy, giờ này mới có 7 giờ, sao mày nghĩ mày kêu tao dậy. Xong em mới bảo, em mới nói nghĩ sao anh ngủ từ sáng đến chiều anh không chịu dậy, nếu mà em không kêu á, thằng đó không bao giờ thằng đó dậy gì hết, cứ việc ngủ như vậy thôi. Xong em mới bực qua, em mới kêu, xong nó tức em, xong nó bóp cổ em, xong nó đá hết cái tôn em ra, nó còn đòi là tháo hết cái nhà em. Xong em mới bảo là ông mà đá tôn tao, ông mà đá tôn tôi, ông đập tôi sẽ báo công an. Xong cái thằng đó nói tao sợ công an quá, tao không làm gì sai hết, nhà tao có quyền tao đập.
Xong nó cũng nói cho em là nó nhà mày nghèo như vậy, mày còn sợ tao đập nhà mày nữa à? Nhà như thế này tao làm bao nhiêu tiền tao cũng kiếm ra cái tôn như thế này để tao làm nhà cho mày. Nhà mày nghèo như vậy mày cũng biết, mày cũng xứng để nói cho tao như vậy à? Xong xong nó mới đập em xong xong kiểu mà dì của em á, xong đi kêu mẹ em thì đi giặt đồ ở dưới suối, xong dì của em đi ra suối để kêu mẹ em, xong mẹ em mới chạy lên, xong mày chửi cái thằng đó, xong nói mẹ em nói nếu mà mày không muốn ở thì thôi, mắc mớ gì mày phải đập con của tao, mày mắc mớ gì mày phải tháo nhà của tao. Xong thằng đó mới nói vợ của con nói cho con trước, nó kêu con dậy, mày nghĩ sao mới có 7-8 giờ mà nó kêu con dậy. Xong mẹ của em mới bực quá, mẹ của em mới nói mày nghĩ sao mày ngủ từ sáng đến chiều mà mày không có chịu dậy gì hết, mày không phụ vợ mày nấu ăn nấu gì, mày cứ bắt tao làm, ủa tao nuôi lễ mày à? Xong mẹ mới nói như vậy. Xong cái thằng đó mới trả lời mẹ em một câu là nói cái việc đồ ăn, ăn cái gì thì mẹ tự nấu ăn, mẹ mà ăn đi, mắc mớ gì mẹ phải biểu con nấu ăn. Xong mẹ mới nói ủa tao nuôi lễ mày à, mày nghĩ thôi coi. Và lại là anh, và lại cái thằng đó đi làm á, và mới có làm được 2 tháng thì về nhà mới có được 1,5 triệu. Xong em mới nói ủa anh làm được 2 tháng rưỡi mà anh đem mới có 1,5 triệu là sao? Em mới nói như vậy. Xong cái thằng đó nói nghĩ sao vậy, tao lo cho con mày một tháng tao gửi cho mày 1,000,000 chưa đủ ăn à? Xong ấy mới bảo nghĩ sao, anh nghĩ sao một tháng anh mới gửi cho em 1,000,000 mà anh nói là đủ. Em mới nói như vậy. Xong nó nói im mồm đi, tao gửi bao nhiêu thì quyền của tao, mày cứ việc mày ăn đi. Nói như vậy, ba có ở nhà có ba mẹ mày nuôi mày à, mắc mớ gì mày phải kêu tao nuôi mày. Xong ấy mới bảo tiền anh gửi một tháng đó chỉ có đủ tiền cho con thôi, mua tả với lệ mua cháu gà thôi. Xong thằng đó nói tao chỉ có việc tao nuôi con của tao thôi chứ tao không hề tao nuôi mày hết. Xong em mới bảo anh thương em thì anh phải thương anh thương con anh phải thương em nữa chứ. Xong nó mới nói tao rảnh quá tao thương mày, có ba mẹ mày nuôi rồi thì thôi. Xong cái thằng đó cũng ngủ như vậy miết, ngày nào ngày nay cũng ngủ như vậy đến lúc nó đập nhà đập cửa đó. Xong mẹ với em mới đuổi luôn. Mẹ mới nói nếu mà mày không dễ, mẹ đã đập nhà tao rồi, mẹ đã đánh con của tao rồi, nếu mà mẹ không dễ tao báo công an ấy. Xong nó mới nói báo đi tao sợ công an quá, tao sợ công an bắt tao quá, nó nói như vậy nữa. Xong mẹ nói mày có dễ không, mày có về khỏi nhà tao không? Xong nó nói ok con về, nhưng mà đến lúc con về xong á mẹ mới biết chuyện gì xảy ra với Nhập. Con mà về Nhập không bao giờ Nhập ở yên đâu, nói như vậy. Xong bây giờ mẹ với em mới sợ. Vậy là cái người đó ở đâu? Dạ là ở Sóc Trăng á anh. Ở Sóc Trăng. Sóc Trăng là người Khmer nhiều lắm á. Dạ là người Khmer luôn á anh. Người Khmer luôn. Vậy là người ta về đây ở được bao lâu? Dạ được 1 năm. Được 1 năm. Dạ. Mà trong cái thời gian 1 năm đó là chỉ đi làm có 2 tháng thôi. Dạ. Làm 2 tháng thì đưa cho em bao nhiêu tiền? 1 tháng ông gửi cho em mới có 1,000,000. Còn cái tiền còn lại thì lo cho ổng không? Nếu mà mua điện thoại cho em hoặc là mua đồ cho em toàn là ổng lấy lại hết, không bao giờ. Hoặc là nếu mà mua đồ cho em thì xé hết hoặc đốt đi hết. Nếu mà giận nhau. 1 năm 12 tháng mà chỉ đi làm có 2 tháng, còn 10 tháng kia ăn với ngủ thôi. Dạ. Chỉ ngủ thôi, chỉ có ba mẹ em nuôi thôi. Cái người đó tên gì em? Dạ tên Tuấn. Tên Tuấn hả? Dạ. Biết đâu người ta sẽ xem được video này của anh. Thì xem cũng được, em cũng thấy rất là bực cái thằng đó. Thiên ghét cái thằng đó. Không có lo được cho em nói xạo không? Em có muốn nhắn nhủ gì đến người ta không? Em không muốn nhắn nhủ gì hết. Em chỉ thấy hận thằng đó. Chỉ có một câu hận. Cái lúc mà thương đó, thì người ta nói người ta lo cho em, lo cho gia đình của em. Dạ. Nhưng mà khi mà về đây rồi á, là người ta làm biến, không có chịu làm gì hết. Dạ, không có làm cái gì hết. Cả làng toàn là biết thằng chồng của em nó đâu có làm chuyện gì, làm cái gì đâu.
Em có đám cưới không? Dạ không. Chỉ ở với nhau thôi đúng không? Dạ. Em quen với người đó bao lâu thì em mới mang thai? Dạ, được 3 tháng. 3 tháng? Dạ. Lúc mà em phát hiện ra là mang thai luôn? Dạ. Lúc phát hiện thì em mang thai mấy tháng em? Dạ, được mới có 2 tuần. 2 tuần? Dạ. Một người đàn ông mà không có đi làm gì hết, chỉ để cho vợ với lại mẹ của mình làm thôi. Người ta quá làm biếng luôn, không có biết lo lắng cho gia đình gì hết. Em gọi cho bà của thằng đó, em gọi em nói, em hỏi. Xong bà của thằng đó cũng kể với em sự thật. Đến lúc em có bầu rồi, bà đó mới nói là thằng cháu của tao ở nhà nó cũng vậy à, nó cũng ngủ vậy à, nó không bao giờ nó chịu làm gì hết. Xong em mới nói sao bà không nói cho con từ đầu, đến lúc con có bầu xong bà mới nói như vậy. Thì tao thích con cháu của tao lấy mày cho tao đỡ khổ, để tao khỏi phải vất vả tao nuôi thằng đó. Nói như vậy cả làng thằng đó bên kia người nào cũng nói như vậy hết. Vậy là bà của người đó là muốn lấy em. Dạ. Để bên em nuôi. Dạ. Bà mà cũng nói như vậy nữa hả? Dạ. Chứ không có ai mà ưa cái thằng đó hết. Bây giờ em mới thấy em hối hận. Cái người đó đi về lại Sóc Trăng lâu chưa? Chắc bây giờ chưa về đâu anh. Còn đi làm ở trên Lâm Đồng á. Mà về thì người nào cũng không có chấp nhận gì hết. Cái người đó bao nhiêu tuổi? 21 tuổi. Đi lâu chưa em? Có bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 3 tháng này, 2 tháng này. 2-3 tháng rồi. Dạ. Là cũng không gửi cho em một đồng luôn? Dạ không có gửi gì hết. Còn nhắn tin nói cà chân này nọ, nói kiểu nhắn tin với dì của em á. Nói nhập để cho tao nuôi con của mày, xong rồi bây giờ mày mới bỏ tao. Xong em mới nhắn tin lại, em mới nói mày nuôi con tao được cái đồng nào đâu, mày gửi cho hai mẹ con tao một tháng mới có được 1 triệu, nghĩ sao ăn đủ tiền cháu gà, tiền tả của nó còn chưa đủ nữa, em còn phải đi lượm phân bò để nuôi con của em nữa. Công việc của em hàng ngày là gì? Chỉ có đi lượm phân bò với lại đi kiếm đậu thôi. Hai đó. Đó là một bài học lớn trong cuộc đời của em luôn. Tại vì những người đồng bào gà thấy là ăn học rất là ít cả nhà, như là đi lên thành phố không có biết cái gì, dễ bị người ta dụ. Người ta dụ dỗ. Khi mà có chồng ít khi đám cưới lắm. Cặp với nhau rồi ở thôi. Mình khó khăn nghèo khổ nữa. Ở xong rồi không có hạnh phúc. Mỗi người đi mỗi nơi, để lại cái hậu quả là con cái rất là nhiều. Người ta chê gia đình của em nghèo đúng không? Dạ. Nói còn nói là tao lấy mày tao thấy khổ lắm, tao lấy vợ giàu còn sướng hơn vậy nữa. Tao lấy mày tao tặng đi kiếm tiền nuôi mày không, nhưng mà em không thấy thằng đó đi kiếm tiền nuôi em đâu. Chỉ thấy đi làm về một tháng đem mấy có 1 triệu, 1,5 triệu chứ mấy, chứ không bao giờ mang tiền nuôi em với lại con gì hết, con của em gì hết. Con gái đàng hoàng ai mà lấy người đó? Con gái mà giàu có ai lấy người đó? Thì em mới nói như vậy, em mới bảo là có ai mà người giàu mà lấy mày đâu. Chỉ có tao, tao mới mù mắt, tao mới lấy mày thôi chứ. Xong nên nay mày ngu, mày mới lấy tao. Em thấy bây giờ em thấy rất là hận cái thằng đó luôn. Anh nhìn thấy em rất là xinh đẹp. Xinh đẹp? Thật đó. Thế sao thì có? Tại vì rất là ít người đồng bào mà có cái khuôn mặt giống như em. Em cũng xinh đẹp mà. Thế em sao thì có? Cái thằng đó cũng nói cho em là tao mà dễ không có thằng chồng nào mà lấy mày đâu, cái mặt mày già chết đi được. Nói cho em vậy nữa. Người ta nói với em vậy không? Em có dự tính lấy chồng nữa không? Không. Nuôi con em cũng chưa được nữa. Từ ngày em về đây thì em có thiếu thốn gì không? Dạ có, không có gạo ăn, không có đồ ăn để ăn, và lại không có cháu gà để cho con của em ăn. Em phải đi kiếm phân bò để mà nuôi.
nuôi con của em. Mỗi ngày thì em lượm được mấy bao phân bò? Dạ, được 3-4 bao. 3-4 bao? Như một bao được bao nhiêu tiền em? Dạ, được 10.000. 10.000. 3-4 bao là được 3-40 á hả? Dạ. Rồi sao em rinh nổi? Rinh bằng gùi đó. Rinh bằng gùi hả? Dạ. Ừ. Ngồi cái công việc mà lượm phân bò thì mình có làm gì thêm không em? Chỉ có đi hái đậu thôi. Tại vì con của em còn nhỏ, không có ai xem được hết. Ừ. Vừa lo cho con mà vừa đi lượm phân bò nữa. Dạ. Rồi khi mà em đi lượm phân bò thì ai chăm con? Dạ là mẹ em hoặc ba của em. Ừ. Cuộc sống ở đây chỉ có lượm phân bò thôi cả nhà. Vào mùa mưa mình đâu có làm gì được gì đâu. Dạ. Mùa mưa đâu có lượm được phân bò. Mùa mưa thì không có làm cái gì hết. Nếu mà người ta thích, người ta thấy tụi em á, người ta cũng mua cháu gà đem cho con của em. Ừ. Cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà chính thức của mình luôn hay là ở dưới làng mình có nhà? Dạ, đây là nhà của em thiệt mà hồi trước thì có nhà ở dưới làng. Ừ. Nhưng mà bây giờ ba em bán rồi. Ừ. Tại vì nợ nhà nước nhiều quá. Lúc đó vay bò với lại con dê bây giờ chết hết. Xong càng ngày lại càng nhiều á, càng nợ nhiều. Xong ba mới bán đất để đưa cho nhà nước. Là mình vay tiền nhà nước rồi mình nuôi con bò con dê. Dạ. Rồi khi con bò con dê nó chết hết. Dạ. Là mình bán nhà để mình trả qua. Dạ. Mình gặp chuyện này rồi còn gặp chuyện kia nữa. Bây giờ cái ngôi nhà này ở trên núi là ngôi nhà chính thức của gia đình mình. Dạ. Mưa gió đồ nước nó có tạt ngôi nhà không em? Dạ có tạt vô nhà. Nếu mà mưa chụp quá thì hai mẹ con của em chỉ có ngủ một bên thôi, còn bên kia không có ngủ được. Tôn ở đây gà thấy là toàn là tôn lá lúa cả nhà, tôn rất là mỏng và nó không có chắc chắn nữa. Cả nhà mình cũng nhìn thấy trên những cái tấm tôn á là có những cái ánh sáng á giống như là những vì sao ở trên trời vậy. Cả nhà mình nhìn nè. Em cho anh hỏi là em có mong ước gì trong cuộc sống của mình không? Dạ, em chỉ muốn mong ước là có một căn nhà đẹp và là có một con vật nuôi. Có con vật nuôi. Ừ. Mình có vật nuôi để mình phát triển trong cuộc sống phải không? Dạ. Đó là mong ước của em. Ngôi nhà này mưa dột quá phải không? Dạ. Chỗ nào mưa cũng dột hết. Anh cũng thấy có cái mấy cái lỗ luôn. Đừng có lập gia đình nữa nha. Em không có chịu em lập gia đình. Em thấy trai bây giờ toàn là xạo. Tại sao em lại suy nghĩ như vậy? Em thấy mấy người bằng tuổi em cũng giống như em mà. Người nào cũng giống như vậy hết. Tại vì em lấy chồng chưa có đủ tuổi. Với lại với hình thức của em không phải là lấy chồng, mà là em thương người đó, hai người thương nhau là ở với nhau thôi. Tuổi của em là chưa đến 18 tuổi phải không? Dạ, mấy có 17 tuổi. 17 tuổi lấy chồng là em vi phạm pháp luật á. Cái người kia cũng vậy nữa. Chưa có đủ tuổi. Em đâu có đăng ký kết hôn đâu đúng không? Dạ. Nếu như mà em đúng tuổi em lấy chồng thì chính quyền địa phương ở đây họ sẽ giải quyết cho em. Nhưng mà cái này em không có đăng ký kết hôn mà cũng không có cái gì hết. Chưa đủ tuổi. Mà người đồng bào của em thì anh thấy rất là nhiều, thậm chí có những bé 12, 13 tuổi mà đã có con rồi. Rất là nhiều luôn. Em ăn cái gì chưa? Dạ, ăn cơm với lại cá khô. Bao nhiêu lâu rồi em chưa ăn thịt? Chắc được tầm 3-4 tháng này. 3-4 tháng rồi. Ăn cơm với cá khô thôi. Dạ. Nhà còn gạo không? Dạ còn, nhưng mà còn ít. Còn ít gạo hả? Ừ. Nếu như em muốn lấy chồng nữa thì hãy đợi con của mình lớn lên. Khi mà con của mình lớn lên á thì lúc đó em đã trưởng thành rồi. Có thể là 5-6 năm nữa. Con kem lên có thể 10 năm cũng được. Tại vì lúc đó em đâu có biết cái gì đâu phải không?
Người ta dụ em đâu có biết. Em còn chưa biết chuyện đó nữa chứ. Thằng đó chỉ nói làm chuyện đó không có bầu đâu em. Nói như vậy. Ừ. Em không có biết cái gì hết. Bởi như vậy ba em mới nói mày đi làm coi chừng người ta dụ dỗ mày nha. Thì em mới bảo ai mà rảnh dụ dỗ con ba. Con đi làm con đâu có tán cái thằng nào đâu. Ai ngờ cái thằng đó tán em chứ. Ừ. Xong nói nuôi gia đình em, nuôi ba mẹ em, nuôi em, nuôi em trai của em. Nói như vậy. Bởi như vậy em mới đồng ý. Xong em thương. Thằng đó thương em trước xong em thương lại. Ừ. Em trai của em mấy tuổi? Dạ, thằng Út thì được 2 tuổi rưỡi. Ừ. Còn thằng lớn là được 13 tuổi. Có phụ cha mẹ làm gì không? Dạ có. Ừ. Ở bên đây cũng có một cái ngôi nhà nè. Nhưng mà nhà này là nhà của mẹ em. Dạ cô ơi. Vô đây cô, vô đây. Ủa cô gì sao chỉ như vậy? Là mẹ của em hả? Dạ, mẹ bé Nhập. Dạ, năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Dạ, 34 tuổi. Hả, 34 tuổi hả? Dạ. Vậy kêu bằng chị chứ. Ha. Bé Nhập là 17 tuổi. 17 tuổi. Chị là 34 tuổi. Dạ, 34 tuổi. Kêu bé bằng em. Kêu này bằng chị. Dạ. Nó kỳ quá ha. Tại vì chị lấy chồng sớm, 15 tuổi. Hồi xưa ba mẹ biểu đi học không chịu đi học. Ba mẹ đã nói rồi không lấy chồng, lấy chồng nó khổ. Mà chị không nghe lời, cứ lấy chồng. Để con ba mẹ nói có nuôi được không? Mà chị cứ cãi ba mẹ. Không chịu đi học, không có khả năng á, mà đi học á. Lấy chồng. Xong có con, nuôi con. Hai vợ chồng đi nuôi con ở nhà thì đi làm á. Lấy chồng sớm khổ. Lấy chồng sớm từ ba mẹ nói rồi không chịu nghe. Cứ nói lấy, ba mẹ này cứ lấy đi mới biết. Chị cứ cãi, xong chị lấy chồng. Có con. Chị có nghe ông bà nói là lấy chồng sớm làm gì? Để lời ru thêm buồn không? Cái này chị không biết. Nhà mình ăn cơm chưa chị? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Hôm nay nhà mình ăn cơm với lại cái gì? Ăn với cá khô. Cá khô? Dạ. Nhà còn gạo không? Có. Còn gạo. Như mỗi ngày chị đi làm công việc gì để kiếm tiền? Đi lượm phòng bò, có nhà nước hỗ trợ nữa. Dạ. Như là đi nhổ mì nữa cho người ta. Nhổ mì? Dạ. Như nhổ mì một ngày được bao nhiêu tiền? Một ngày 150. 150? Dạ. Nhổ khoai mì cũng rất là cực cả nhà. Nhưng mà công thì rất là thấp ha. Dạ. Dạ. Đi làm cho mới có tiền đồ ăn. Không ở nhà có cái gì mà ăn, phải đi làm cho. Dạ. Sao có công việc á, đi làm. Chồng của chị làm công việc gì? Không làm công việc mua đi hai cà thì ai hai cà. Không có công việc đi ở nhà, người ta kêu đi phạt rưỡi thì đi làm. Một ngày 150. Phạt rưỡi xong, có làm xong công việc cho người ta thì cũng phạt nhà ở nhà nữa. Trồng bắp, trong đậu, như là trong mì á. Dạ. Tại sao mình lại bán nhà ở dưới làng? Bán nhà ở dưới làng tại vì hồi xưa thì chị đầu tiên chị vay cái nhà 8 triệu. Xong hết hạn mình vay lại. Lại quá nhiều quá mà không trả nữa. Một tháng là 300 mấy. Có khi nó lên vào 500 mấy. Bây giờ mà chị không có tiền mà đưa. Xong chị bán. Bán 40 triệu. Lại của chị là 8 triệu mới. Chị trả lại giờ là ta gốc chưa ta hết. Bây giờ trong 70 triệu. Mà chị có mua bồ, mua về mà nó chết hết luôn. Không có một con nào. Vậy là mình mất trắng tay. Mất trắng tay luôn á. Rồi mình lên núi mình ở luôn. Mình lên núi ở luôn. Gia đình của chị không có may mắn cả nhà. Nuôi bò, nuôi dê là chết hết. Dạ đúng rồi. Không còn con gì hết. Dạ không. Bé con của chị á,
là đi vô Sài Gòn làm là bé tự đi vô hay là chị kêu vô? Không phải bé tự đi, đi làm mẹ, đi làm Sài Gòn kiếm tiền nuôi bà mẹ. Chị nói rồi không đi làm con, ở nhà đi. Không có tiền thì làm đại công việc ở nhà, mẹ nói đi làm, để làm có tiền đi làm 3 tháng. Xong nghe nói có quen người nào không biết, giặt nhẹ nhà. Mẹ chị mới nói chưa đúng tuổi, đừng có lấy chồng sớm. Bây giờ cái thằng đó nói mẹ, thằng đó nói lo cho bà mẹ, lo cho con nữa, lo cho em. Thằng đó nói vậy. Mà rút cuộc có bầu rồi, không có đàng hoàng. Mà ba mẹ nói đi, tự nói không đi làm á, đi làm 2 tháng, 3 tháng, 2-3 triệu nó đem về. Đem về mà nói, vợ nói, mà mẹ nói tiết kiệm tiền, mà không nói, mà không có tiết kiệm tiền đâu. Thằng đó ngu người về nhà, ngu miết, biểu vợ biểu đi tắm, 2 tuần đi tắm một lần. Xong mà mẹ nhắc nói vợ nó sao chồng con mày sao không đi tắm nước gì. Giờ chị mới nói vậy, ở nhà không có công việc, không phụ vợ gì hết, không nó ăn. Có mẹ ở nhà thì mẹ nó ăn, không có mẹ ở nhà không ai nó ăn cho con. Chị mới nói vậy. Xong chị đi giặt đồ ở dưới suối. Xong nghe tiếng người ta nói hồi nãy chị nghe ở nhà có hồi nãy đóng cái tô nó. Mà chị đâu có biết đâu, chị đi giặt đồ á. Xong nghe nói con nói vợ nó nói hồi nãy chồng con á, nó đánh con, nó móc cu con nó vậy. Xong nó thao cái tôn đó, đá cái tôn đó. Đá cái tôn đó nó rớt hết luôn cái tôn đó. Tôn đá sâu rồi mình còn đặt tôn nữa. Chị mới chửi vậy. Chị nói không ở thôi. Chị nói để thả ở một mình đi, để tôi nuôi cháu của tôi. Chị mới nói vậy. Chị tức quá mà. Tăng là nói không công việc ở nhà, đi làm cũng nói không. Không biết suy nghĩ, không phụ bà mẹ gì hết. Thằng đó này con mẹ tự nó ăn đi, con không đói. Rốt cuộc bây giờ 6 giờ dậy, 6 giờ chiều á mẹ dậy ăn xong ngủ tiếp. Thằng đó mà bây giờ chị mẹ nói còn chị đó mày thấy chưa đó, mẹ nói lấy chồng sướng. Người ta đòi tiền, người ta nói bây giờ ta nói nuôi bà mẹ nuôi con đó, mày thấy chưa khổ như thế nào đó. Chị lỡ và cháu của chị phải nuôi chứ, ai nuôi cho chị? Chị nói vậy. Vậy là cái người đó bỏ đi luôn? Ừ, bỏ đi luôn á. Người đó đá cái tuần đó đó, chồng của chị mới đón cái tuần lại đó, lấy dịp nó kéo giăng lên đó đá hết luôn á. Này nhờ mày nghèo lắm, này vợ nó nhờ mày nghèo lắm, ta thả tay lấy vợ giàu, ta không lấy mày. Cái này vậy có con rồi mới nói vậy đó. Đầu tiên là không nuôi bà mẹ, nuôi em nuôi con. Đầu tiên nói vậy, vợ nó kể nó cũng nhờ có con rồi. Chị mới nói có con rồi phải nuôi con nuôi vợ, thà không nuôi bà mẹ thì nuôi vợ nuôi con. Chị nói vậy. Cái gì biểu con nuôi mẹ nuôi ba hả, nuôi em nữa hả? Thằng đó nói vậy. Thà nuôi vợ của con thì đỡ, cứ nói vậy. Đâu có người nhiều đâu, có con theo phong tục của chị thì có vợ có chồng rồi á, phải ở theo mẹ bà mẹ. Mà chị không cho ở riêng đâu, khổ cực vậy chị con nuôi. Chị nói vậy. Đây là cái ngôi nhà của gia đình này cả nhà. Đây là cái phòng. Chỗ này là chỗ thay đồ. Bên đây là phòng ngủ nè. Ở đây có một bé nữa. Bé đang ngủ ở đây. Chào con trai. Bé này là con của chị nè. Cái ngôi nhà này thì gà thấy là nó nóng lắm. Chứ lại con nó bị sét mục hết rồi cả nhà. Đi ra phía ngoài này thì rừng núi. Trong nhà thì nuôi gà. Chứ lại trồng mấy cái cây mía. Cả nhà mình cũng nhìn thấy phía bên ngoài cái ngôi nhà của em lụp xụp hết rồi nè.
mớp méo hết trơn. Chỗ đây thì trống lỏng mà, nó là cái cửa nhưng mà gia đình đã bỏ cái cửa rồi. Hôm nay anh lên đây là thăm gia đình của mình. Anh có mang một bao gạo 10kg với lại hai bịch cá khô. Hai bịch là 2kg đó em. Dạ. Thì anh mua cái món quà này hết 400.000. Dạ. Hôm nay con xin phép bà Trần Thị Nhiêu ở Cali, Mỹ. Bà có gửi cho con là 200 đô la Mỹ là 4.800.000 đồng. Thì con mua cái món quà này á là 400.000 đồng. Con xin phép bà Trần Thị Nhiêu. À, còn cái số tiền còn dư lại á, là gửi tặng cho em tên gì em? Tên Nhập. Em tên Nhập. Gửi cho em để em mua cháo và mua sữa. Mình có thể là trang trải cho cuộc sống, lo cho con của mình. Em đừng có buồn về chuyện gia đình của mình nữa nha. Chuyện gì qua thì mình cứ cho qua nha. Anh gửi cho em là 4.400.000 còn lại nha. Anh gửi cho em nè. Em đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 2, 1 triệu 3, 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6, 1 triệu 7, 1 triệu 8, 1 triệu 9, 2 triệu, 2 triệu 1, 2 triệu 2, 2 triệu 3, 2 triệu 4, 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6, 2 triệu 7, 2 triệu 8, 2 triệu 9, 3 triệu, 3 triệu 1, 3 triệu 2, 3 triệu 3, 3 triệu 4, 3 triệu rưỡi, 3 triệu 6, 3 triệu 7, 3 triệu 8, 3 triệu 9, 4 triệu, 4 triệu 1, 4 triệu 2, 4 triệu 3, 4 triệu 4. Đủ chưa? Dạ, đủ. Bây giờ em cảm ơn bà Thì Nhiêu ở bên Mỹ. Dạ, con cảm ơn bà Thùy Nhiêu. Ừ. Dạ, đã giúp con ngày hôm nay. Con cảm ơn bà rất nhiều. Con chúc bà sức khỏe. Hôm nay em vui không? Dạ, rất là vui. Cố gắng lên nha. Chuyện gì qua thì mình cứ cho qua ha. Mình làm lại từ đầu. Đừng có nghe lời bất cứ một ai hết. Cố gắng đi làm, kiếm tiền nuôi con. Khi nào con lớn á, thì mình mới tính tiếp ha. Đừng có nghe lời ai hết. Nhớ lời anh nói nha. Con cũng xin thay mặt gia đình của em cảm ơn bà Trần Thùy Nhiêu. Bà đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho gia đình là 200 đô la Mỹ, tổng số tiền Việt Nam là 4.800.000 đồng để em có tiền trang trải cho cuộc sống, có tiền mua cháo, mua sữa cho cháu. Em rất là mát tay cả nhà, nuôi cháu nè. Ú tròn dễ thương lắm. Con gái ơi, con gái dễ thương. Cảm ơn bà đi con. Cảm ơn bà tặng tiền cho con mua sữa nè. Cảm ơn ai. Gà cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đang xem qua cái màn ảnh nhỏ của gà, đã dành thời gian với báu lắng nghe lời chia sẻ của em, gia đình của em và lời chia sẻ của gà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Chúc cho cả nhà thật là nhiều sức khỏe. Gà cũng xin tạm dừng video tại đây luôn. Nếu như cả nhà yêu mến gà thì đừng quên bấm cho gà một like và nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video rộng rãi đến tất cả mọi người cùng biết. Và xin quảng cáo ủng hộ cho gà luôn nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Anh bye bye em nha. Bye bye.